Chào các bạn nhé, chào mừng các bạn quay trở lại với miền núi Tây Bắc. Các bạn ạ, hiện tại thì Lượng đang có mặt tại một cái chợ phiên ở trên vùng cao, đó là chợ phiên của huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là một cái huyện biên giới của tỉnh Lào Cai mình nhé. Mình đang có mặt tại một cái góc chợ buôn bán động vật nhộn nhịp nhất và độc lạ nhất ở trên khu vực tỉnh Lào Cai. Đây là khu vực họ bán thú rừng chim cảnh này, rất là nhiều. Ngay khu này thì mình thấy họ bán có một con cầy này, đó. Con em chào anh ạ, con này nó bị dính bẫy anh. anh mua à? Mua về thịt được anh nhỉ? Cái này là cầy bạc má đúng không anh? Này, con này thì nó được tầm mấy lạng đấy anh, được cân chưa? Một cân. Này thì họ bán bao tiền đấy ạ? 150.000. Mua về thịt được ấy. Không, dây này sao nó cắn được. Treo cổ này tí nó chết rồi mà, đúng không? Này da nó không chết được. Wow, con gà này. À đây có sóc à? Sóc này nuôi được ấy nhỉ? Nuôi được. Hiền. Cái này chắc nuôi lâu ấy nhỉ? Đâu, bắt được 3-4 ngày rồi. 3-4 ngày sao nó hiền thế? Nó cho ăn chuối mà. À, ăn chuối nó hiền ngay à? Hai chú cơ ấy. Wow. Con gà này của bác nào đấy? Con này thì bao tiền đấy ạ? Không biết được. Không có chủ đấy à? Chủ biết đâu, con gà đẹp thật này. Con này còn non này. Đấy. Này chắc được tầm 1 năm rồi nhỉ chú nhỉ? Chưa được ấy nhỉ? Chưa được 5 đâu. Đẹp thật. Chào chú nhé, cháu đi vào đây tí. Cái này là cái con chào mào rừng đúng không ạ? Một đôi, cái này hai con đực cả nhỉ? Thấy con mào hết đây ạ. Con nào con cái á? Cho thấy hai con có mào hết mà. Đẹp nhỉ? Wow. Con này thì hot không bằng con chào mào mũ này được. Đúng không? Chào mào mũ này hot đẹp hơn. Đấy. Đây con chà mào này. Wow, tất cả các loại chim. Cháu chào bác nhá. Cháu hỏi con tím tím này chim gì đây ạ? À, bài chào suối. Nó có hót không ạ? Nhốt cùng mấy con chà mào với con Quế Lâm thì nó không mổ mấy con này ạ? À, vâng. Wow, nhiều chim thật. Cháu cảm ơn nhá. Ở đây chà mào họ bán rất là nhiều. À, anh ơi, cho em hỏi chà mào này bán bao tiền một đôi hết? Em không biết được, bình thường người ta bán là bán tầm 250. À, 200, 250 đến 300 một đôi, tùy từng con nào đẹp đúng không? Đó. Bên này cũng là mấy lồng chim chà mào này. Đó. Wow. Em chào anh nhá. Cho em hỏi chà mào này thì bán bao tiền đấy? Mua con về nuôi của anh ạ. À? Đẹp nhỉ. Con này là con cú mèo này, à cú chim chứ nhỉ? Cú lợn. Con này con non à anh? Hay lớn rồi? Non à? Ờ mùa này nó có chim vẫn còn chim non à. Khiếp nhỉ, lớn thật. Cái lồng như này nó không bay đi à? Nhưng mà nuôi cái này thì tốn mồi lắm nhỉ. Cú kiếm ăn ban đêm, nhưng mà cái giống này thì nó ăn con gì anh? Chuột, chuột ăn chuột à? Chuột với thịt thôi nhỉ? Thịt chó. Ngoé thôi nhỉ? Ra đồng bắt ngoé cho nó thôi. Nhưng mà nuôi con này thì hơi tốn mồi một tí các bạn ạ. 4 con à? 3, 4 con. Khiếp thật, lớn thật. Này các bạn có thể quan sát này, những con cú lợn này. Như em con này thả không nuôi đâu. Nhìn ghê lắm. Đây các bạn à, mỗi một tuần ấy thì đồng bào trên này ấy thì họ mang chim ra đây trao đổi buôn bán khá là nhộn nhịp nhá. Và bên cạnh này thì họ còn bán những cái lồng, ai mà lên đây mua chim ấy thì về đây mua lồng này, mua thức ăn này, cào cào châu chấu này, cám này, có hết nhá các bạn nhá.
Ở đây thì bên cạnh này còn vô cùng là nhiều này. Ở bên kia thì họ treo những cái cành cây nữa nhé các bạn nhé. Để mình sang bên này quay các bạn xem, mình thấy chim hót rất là nhiều. Ở đây nói chung là cái chợ Mường Khương này nổi tiếng là chợ chim bậc nhất ở khu vực tỉnh Lào Cai mình rồi. Đó. Đấy, mì hót này. Em chào anh nhá, cho em quay nhờ tí. Con này thì bao tiền con chim mì này đấy anh? Hơi tối, 1 triệu con mì này. Con này thuần nhỉ? Wow, con bên trong này hót hay thế. À, con bên trên treo ở cái hàng rào này hót hay thật đấy các bạn ạ. Chú bán chim à chú? Bán rồi. Bán xong nhỉ? Bán rồi. Bán được bao tiền ạ? Bán được 2 triệu. 2 triệu, à. Chào cảm ơn nhá. Wow, đây có lồng chim này, rất nhiều chim mi này. Em chào các anh nhá, cho em quay tí ạ. Chim này thì mình bán bao tiền con đây anh? Bán hơn 1 triệu một con. À. Này là toàn mỹ đực đúng không? Em không hiểu về chim đâu. Có một con mái thôi. À, con mái. Cái này là gọi là mi mộc đây à? Cũng thuần thôi sao? Nó thuần nhỉ? Đó, rất là nhiều chim này các bạn ơi. Đó. Ai có nhu cầu mua chim cảnh thì lên chợ phiên Mường Khương nhá. Đây, ở đây họ bán vô cùng là nhiều loại chim này. Đó, mi trà màu này, đó, khướu này. Có những thời điểm họ còn bán cả những con vẹt cơ. Biết này họ có vẹt bán không? Wow, con này thuần nhỉ, hot hay thật. Con này bán chắc phải mấy triệu nhỉ chú nhỉ? 2 triệu con này. À, mình không thể quay cận được thêm các bạn. Đưa máy vào gần sợ nó bay mất đó. Ôi thuần nhỉ. Đau thật đấy, nó mổ luôn này. Mổ đấy chảy máu luôn đấy, khuẩn quá. Con này chắc phải nuôi mấy năm rồi nha các bạn nhá. 2 triệu con này đó. Quay cận thử xem nó có mổ vào máy không. Đấy, đây bên trong này là khu vực họ đang trao đổi chim này. Đó, mình quay cho bạn xem tí nhá. Chào chú nhá. Con này chim mi à? Con mi đấy mà. Con này bán bao tiền đấy ạ? À? Con này đấy. Con này 1 triệu 2. 1 triệu 2 thôi ạ? Ừ. Rẻ thôi nhỉ chú nhỉ? À cũng rẻ đâu mà. Mình thích thì bán thôi. Lưu mà đây á, tin không? Tập đi thôi. Chỉ đấy. Ha, ôi, sống bạc lên. Wow. Góc này họ còn trao đổi mi rất là tấp nập này. Đó. Một số người bán được rồi, xách cái lồng không đi về thôi. Cháu chào bác nhá. Bác bán được mi rồi à? À, đây là mua ạ. Con trong lồng này mua hay bán đấy ạ? Chị bán. À, bao tiền con này ạ? Bao tiền con này ạ? 800. 800 ạ? À, rẻ thôi nhỉ? Ừ. Con này thuần nhỉ? Mi đẹp lắm các bạn. Cháu nhờ đi. Wow, con này hot hay thế. Ủa, con khiếu ở đâu hot thế nhỉ? Con khiếu hot bên kia sao nhỉ? Con mi này thì bao tiền đấy ạ? Con này bao tiền đấy anh? Không biết, không biết chủ đi đâu đúng không? Con này đẹp này. Cái này con khiếu đen đúng không anh? Đúng ạ. Ừ. Không hot tí nào nhỉ, nằm yêu à. Mồm của ai, em tưởng là con chim ở đâu hot cơ. Hot siêu hơn cả chim nhỉ. Đẹp thật. Đó. À, cháu chào mấy chú nhé. Con này thì bán bao tiền nhỉ, con chim mi này này? Chắc là tầm 2-3 triệu đi lại. Con này nó thuần nhỉ, tầm trung bình chỉ tầm 2-3 triệu một con thôi đúng không mi ấy? Đẹp quá. Có bao giờ con nào tầm 5-6 triệu? Có là thì ít khi lắm. Như cái khu này chắc cũng có con nào. À vâng, cháu cảm ơn chú nhé.
quay cận cảnh cho mọi người cùng xem. Đây các bạn này, đẹp lắm. Đây các bạn là những vị khách ở ngoài thành phố Lào Cai lên đây mua chim về chơi này. Đó, rất là nhiều nhá. Như thời điểm trước này có chưa có dịch ấy, thì những vị khách ở dưới xuôi lên đây tìm chim về để chơi này rất là nhiều. Đây đồng bào họ bẫy được ấy, xong là nuôi, xong là mang ra chợ để bán. Trời lại mưa mất rồi các bạn ạ. Trời ở đây thất thường lắm các bạn ạ, lúc nắng lúc mưa thôi. Đó. Đang quay chim cho các bạn cùng tham khảo, trời lại mưa mất rồi. Đây các bạn ở góc bên này thì có mấy ông chú đang thi tiếng hót của chim này. Tiếc quá các bạn ạ. Đang quay thì trời đổ mưa xuống nên là cũng khó mà chia sẻ những cái thước phim về khung cảnh chợ chim để cho các bạn cùng tham khảo. Mình cố gắng quay một chút nữa. Đó, sợ tí mưa to không kịp quay. Họ thu chim về. Wow, đẹp nhỉ anh nhỉ. Chim đẹp. Cất chim nhỉ anh? Con đấy bao tiền đấy? 700 thôi. 700-800. Thế con này ạ? Con này của họ. À, con này của họ. Họ treo đây. Các bạn đang quay chia sẻ với các bạn khung cảnh chợ chim động vật thú rừng ở trên khu vực huyện Mường Khương này cho các bạn cùng tham khảo. Thì trời mưa xuống mất rồi nên là mình sẽ di chuyển vào trong chợ đi ăn bát phở đã, xong là đợi trời tạnh mưa mình lại tiếp tục ra quay khu vực cảnh chợ chim cho các bạn cùng tham khảo nhé. Khu vực này thì bây giờ thì người dân bắt đầu, một số người ở xa ấy, bắt đầu mang chim ra bán thôi. Đó các bạn ạ, một lúc nữa mình sẽ quay lại khu vực chợ chim này, có nhiều chim đẹp cho các bạn cùng tham khảo nhé. Nếu mà hôm nay mà không tạnh mưa ấy, thì mình hẹn các bạn khi khác mình sẽ quay tiếp khu vực chợ chim các bạn xem. Dưới này là một cánh đồng rộng, rất là rộng lớn của thị trấn Mường Khương này. Đó các bạn ạ.
Đây là cái chợ đêm Mường Khương nhá. Đó. Chợ đêm thì họp vào sáng ngày chợ đêm thì họp vào tối thứ bảy hàng tuần đó các bạn ạ. Ở trên này thì họ trao đổi buôn bán những cái mặt hàng nông sản này, sản vật địa phương cũng vô cùng là tấp nập nhé. Thời điểm đây là thời điểm cuối năm rồi, cho nên là nhu cầu sử dụng của đồng bào ở trên này họ cũng rất là lớn này. Ông chú này mua một cái chảo đi về rồi này. Mình sẽ đi vào trong này để các bạn đi khám phá. Wow, trời mưa to rồi, sắp ướt hết máy rồi các bạn. Wow, đây là khu vực bán gà này các bạn này. Đó. Toàn là gà bản nhá, toàn gà ngon này các bạn ạ. Mình sẽ lướt vào trong đi, kiếm một quán phở nào ngon ngon. Mình ăn phở trú mưa đã, xong này lại tiếp tục đi ra ngoài khu vực họ bán chim nhá các bạn nhá.